Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn, được phát trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay, ngày 4 tháng 1 năm 2021, Càng Tiến Dũng vừa về tiếp tục những đợt hàng đầu tiên của năm 2021. Và đặc biệt trong đợt hàng này thì Tiến Dũng về được một số thùng hàng do Việt Kiều của Nhật và của Mỹ gửi về. Đây là các đối tác của Tiến Dũng rất thường xuyên giao lưu và tuyển chọn sẵn sàng hàng hóa để phục vụ anh em chơi Tết 2021. Và ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ khui các thùng hàng này ra. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi những thùng hàng đầu tiên của 2021 bên Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin mời quý vị là những cặp loa của Baunia của Nhật, của Bow của Mỹ và các dòng âm ly cũng như men công suất của Mỹ và của Nhật. Đầu tiên xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa Bow 201 Series 4. Cặp này với tình trạng về còn thùng xốp, bạn hàng của Tiến Dũng đã tuyển chọn kỹ lưỡng và gửi về đây. Với mẫu 201 Series 4, đây là cặp loa có phân khúc giá rất bình dân. Cặp này cho tiếng rất tuyệt vời trong phân khúc tầm giá của nó. Tất cả tuyệt đẹp. 201 Series 4. Hôm nay sử dụng một loa bass loại 16cm và một loa chép loại 6cm. Đặc biệt với 201 Series 4 thì sử dụng củ từ, tức là nam châm và nhện cũng như côn, sử dụng chung với dòng 301 Series 4. Củ loa rất lớn, khả năng chịu đòn rất tốt. Dòng này anh em có thể sử dụng để nghe nhạc trong các không gian nhỏ hoặc hỗ trợ cho các dàn âm thanh lớn, dùng tăng tiếng chép và tiếng lời. Có loa này tình trạng còn thùng xốp, nguyên bụi trời tơi. 201 Series 4 với tình trạng zin nguyên bản, còn thùng xốp. Dũng phục vụ anh em với mức giá 5.200.000. Tôi sẽ để nó ra đây. Đây là thùng xốp của mẫu loa Bow 201 Series 4. Lưu ý là hàng này đã được sản xuất vào những năm khoảng 1995. Việc còn thùng xốp là việc có tính sưu tầm rất cao. Và tiếp theo phía dưới này thì Dũng còn có các dòng đầu CD của Tech 25XS còn thùng xốp, Amly Dussmann dòng 2N của Nhật, đó là L507U. Dũng sẽ lần lượt khui các thùng hàng này ra. Và đây là một thùng hàng được gửi trực tiếp từ trời Tây, do bạn hàng Tiến Dũng gửi ship bằng máy bay về đây. Đó là mẫu loa 10.2 Series 2. Với kiện hàng này thì thùng hàng được đóng gói bên Mỹ. Cái này không phải thùng xốp, anh em lưu ý chưa? Quý vị hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh của Tiến Dũng để thường xuyên theo dõi các video clip do Tiến Dũng thực hiện vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Những clip và hướng dẫn chia sẻ về kỹ thuật audio, những clip và test âm thanh và những clip và giới thiệu về các sản phẩm hàng về. Đóng gói rất kỹ lưỡng. Mùa xuân đã cận kề, chỉ còn khoảng 40 ngày nữa chúng ta sẽ đón Tết Nguyên Đán. Đây là thời điểm mà anh em hãy sắm cho mình những dàn âm thanh, những dàn nghe nhạc cũng như các dàn hát karaoke để phục vụ gia đình chơi Tết, giải trí gia đình. Cái này được đóng gói rất kỹ lưỡng. Ta sẽ đổ nó ra. Quý vị nhìn những mút xốp được đóng gói rất cẩn thận.
trời Tây. Đây là các sản phẩm được sản xuất vào khoảng những năm 1995. Gói rất kỹ lưỡng. Shop Tiến Dũng nằm tại số 115 24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Anh em hãy trải nghiệm những sản phẩm của cửa hàng Tiến Dũng ngày hôm nay. 10.2 series 2 bản vỏ màu vàng. Tôi sẽ khui nốt cái này ra rồi sau đó sẽ giới thiệu. Với dòng loa Bow 10.2 series 2, quý vị có thể phối ghép vào các dòng âm ly của đàn ông như 1500 R25 mã hoặc các dòng 2000 đều chơi rất tốt. Quý vị cũng có thể phối ghép vào các dòng men công suất có công suất ngon ra khoảng 200W một kênh là vừa. Gói rất kỹ lưỡng. Thơm lừng. Và tuyệt đẹp. Trước mắt quý vị là cặp loa Bow 10.2 Series 2 bản vỏ màu vàng nguyên bụi trời Tây. Các sớ gỗ còn vàng óng. Cái này chứng tỏ loa còn rất mới. Xoay một vòng. Cặp loa tuyệt đẹp, không lỗi lầm. Loa đẹp xuất sắc. Mười chấm hai series 2. Dòng này sử dụng một loa bass loại 20cm bass súp nằm phía bên dưới trong thùng, hai lỗ thông hơi nằm phía sau và một loa bass loại 20cm hướng phía trên, hai loa chép loại 6cm. Bộ lọc của dòng loa này được trang bị bóng đèn bảo vệ loa rất an toàn. Cặp loa tuyệt đẹp, không lỗi lầm, gần như mới. Với mẫu loa Bow 601, xin lỗi quý vị, mẫu loa Bow 10.2 series 2. Cặp này được sản xuất tại Mỹ. Công suất tối đa là 180W trên một thùng. Tiếng của dòng này rất tuyệt vời, anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Mẫu loa Bow 10.2 series 2 bản vỏ màu vàng với tình trạng đẹp xuất sắc, nguyên bụi, thì giúp phục vụ anh em với mức giá 24 triệu. Tôi sẽ để nó xích sang bên đây và quy tiếp. Tiếp theo phía trong đây thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu là Pioneer model S180A. Đây là cặp loa rất nổi tiếng trong dòng S. Anh em chơi âm thanh đều biết là S là series cao cấp của thương hiệu Pioneer Nhật. Dòng loa này sử dụng một loa bass loại 33cm, một loa chép dome, một loa mid loại 14cm.
Tất cả các kiềng loa đều được làm bằng nhôm đúc nguyên khối, phay nhôm rất đẹp. Hai nút vi tinh chỉnh, lỗ thông hơi nằm phía trước. Loa nó có cấu tạo thiết kế bên ngoài bằng vỏ màu vàng vân gỗ, rất đẹp. S180E, hàng của Nhật, công suất tối đa là 120W trên một thùng, trở kháng 6,3 ohm. Loa được sản xuất tại Made in Japan. Loa đẹp xuất sắc. Đây là thùng loa bên đây. S180E của thương hiệu Pioneer. Anh em có thể sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc, tiết tấu chậm, tiết tấu vừa và tiết tấu nhanh, chơi đều rất tốt. Loa tuyệt đẹp cũng vừa về ngày hôm nay. S180E tình trạng zin nguyên bản đẹp xuất sắc, tiến dụng phục vụ anh em với mức giá 27 triệu. Mức giá đang cạnh tranh giá thị trường khoảng 1.500.000, giá làng nó khoảng 28-28.5. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những mẫu giải mã chuyên nghiệp của FIO của iFi. Bên đây là FIO K5 Pro. Hộp giải mã chuyên nghiệp nguyên siêu. FIO K5 Pro. Cổng kết nối từ cổng quang từ TV Ethernet truyền dẫn vào đây để giải mã âm thanh 24 bit phục vụ cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Tiếng của dòng này rất tuyệt vời. Âm thanh của bộ giải mã chuyên nghiệp này ăn đứt các dòng giải mã tích hợp MD, MD cùng phân khúc tầm giá. Mức giá chỉ 4 triệu đồng cho một giải mã chuyên nghiệp thương hiệu FIO đến từ Trung Quốc, sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu. Đầy đủ các dấu hợp chuẩn của CE và FE. Chuẩn Hi-Res Audio, giải mã 24 bit. Giải mã này có mức giá 4 triệu. Thì Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây quang trị giá 150 và bao phí ship bảo hành 12 tháng chính hãng. Đây là hàng xách tay trực tiếp từ Mỹ về. Và phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn giải mã iFi Nano One. Đây là một giải mã có vóc dáng rất nhỏ gọn. Âm thanh của dòng này rõ nét. Giải mã 24 bit chuẩn Hi-Res Audio. Cổng vào kết nối dạng cổng quang optical từ TV, kết nối Bluetooth không dây từ điện thoại và kết nối USB với máy tính, giải mã cả máy tính. Tất cả đều giải mã 24 bit. Đây là hàng của Anh, iFi, thương hiệu thiết bị cao cấp của Anh. Hàng này được sản xuất tại Trung Quốc giống như điện thoại iPhone, S-Love in China. Nguyên hộp, nguyên siêu, mới 100%, hàng xách tay, bảo hành 12 tháng. Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo giải mã này một bộ dây quang trị giá 150.000 và bao phí ship toàn quốc. Mức giá của giải mã này là 5 triệu đồng. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc âm ly Lussmann model R1050. Đây là dòng receiver cao cấp của thương hiệu Lussmann đến từ Nhật. Chiếc này sản xuất cho thị trường Mỹ. Điện 120V. Vỏ gỗ sang trọng. Máy đẹp xuất sắc. Lussmann model R1050. Cái này có công suất nguồn là 300W. Máy có thể chơi được các dòng loa từ bass 30cm đổ lại. Tiếng rất tuyệt vời. Chiếc này có mức giá 15. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc âm ly Denon model 890D. Đây là model rất nổi tiếng của thương hiệu Denon. Âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe là của chiếc âm ly này. Denon 890D sử dụng 4 sò. Xin lỗi quý vị, sử dụng 8 sò. Công suất nguồn 216W và đây là bản điện 100V nội địa Nhật xịn. Chiếc này có giải mã 20 bit ở bên trong được tích hợp. Anh em có thể kết nối trực tiếp cổng quang từ TV Internet vào đây để nghe nhạc, giải trí gia đình. Chiếc này có mức giá 17 năm. Và phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu âm ly Denon nữa, phân khúc giá bình dân. Đó là Denon 940V. Xin lỗi quý vị, Denon 940 chơi. Chiếc này với thiết kế mặt phay nhôm màu đen, 4 sò san kem. Công suất nguồn 216W, điện 100V. Máy có thể chơi được 2 cầu loa A và AB cộng, trở kháng giá từ 6 đến 16 ohm. Chiếc này có mức giá chỉ 10 triệu 500 ngàn.
Và phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiếc men công suất cũng vừa về ngày hôm nay. Đó là thương hiệu Grand Audio đến từ Mỹ. Grand Audio là thương hiệu thiết bị âm thanh chuyên nghiệp đến từ Mỹ. Đây có thể là nói là dòng men đầu bảng của Mỹ. Anh em kỹ thuật thường có một câu là nhất rách gì Grand, tức là hiệu này là cao cấp hơn cả Grand. Với chiếc ở trên cùng đó là model Grand Audio V1500. Chiếc này sử dụng 24 sò, công suất ngõ ra 750W một kênh. Máy có thể kéo được những dòng loa từ bát 50cm đổ lại, có thể chơi được 2 cặp bát 30 thoải mái, chạy 24 sò thang. Grand Audio model V1500, mức giá 15 triệu. Và phía dưới này là hai chiếc của Grand Audio model V900, hai chiếc dưới giống nhau, 24 sò, cấu hình tương tự. Chiếc dưới này có mức giá chỉ 12.500.000. Tất cả đều còn catalog zin, hàng made in USA, hàng trưng bày đẹp gần như mới. Đây là tổng thể phía mặt sau. Hàng được sản xuất cho thị trường châu Âu, điện 230V. Đây là hàng Mỹ nòi made in USA. Với những chiếc men công suất này, anh em có thể kết hợp thêm một vang số nữa hoặc một vang cơ để sử dụng nghe nhạc, hát karaoke gia đình. Có thể kéo được từ 1 đến 2 cặp loa, bát từ 40cm đổ lại. Tất cả bao zin đẹp xuất sắc, bao đúng hàng Mỹ. Và tiếp theo, phía bên này, thì chúng sẽ khui các thùng hàng còn lại này ra. Trước mặt quý vị là chiếc đầu CD model Tech 25XS. Chiếc này về từ Nhật với tình trạng zin còn thùng xốp, đầy đủ các phiếu mua hàng đấu giá từ Nhật. Tôi sẽ khui cái này ra. CD Tech 25XS, dòng CD cao cấp đẳng cấp high-end của thương hiệu Tech đến từ Nhật. Trước mắt quý vị là phần thùng xốp bên trong của Tech 25XS. Cái này về với tình trạng còn catalog, remote zin theo máy. Ở đây anh em thấy có 4 cục màu đen, đây chính là chân chén. Cái này là để đặt vào 4 cái chân của máy, anh em thường gọi là chân chén. Tất cả zin theo máy. Đây là dây nguồn zin theo máy. Máy còn đầy đủ các xốp, sách, hướng dẫn sử dụng. Chiếc này có trọng lượng khoảng 30kg. Đây là chiếc đầu CD có thể nói là nặng nhất của thương hiệu Tech. Còn nguyên bao trùm. Tôi sẽ lấy nó ra khỏi đây. Tiếp tục sẽ khui luôn cái thùng hàng còn lại ra, sau đó sẽ giới thiệu đến quý vị. Đây là 4 chân chén, đây là dây nguồn zin. Trước mắt quý vị là chiếc Amley Lussmann model L507U, hàng đấu giá từ Nhật về, còn nguyên bao siêu thị. Đây là chiếc Amley high-end của thương hiệu Lussmann đến từ Nhật. Chiếc Amley này được sản xuất vào khoảng những năm 2010. Chiếc này là đời rất mới của thương hiệu Lussmann đến từ Nhật. Chiếc này với thiết kế vỏ 2 tầng, hãng này đã rất kỹ lưỡng khi đóng gói sản phẩm của mình. 2 tầng vỏ. Trước mắt quý vị là thùng xốp, thùng hàng của Lussmann 507U. Đây là dây nguồn. Đây là catalog 507U.
Đây là remote điều khiển zin theo máy. Máy tuyệt đẹp. Tôi sẽ bê nó ra khỏi đây. Cái này có trọng lượng khoảng 30kg và rất nặng. Còn đầy đủ thùng, mút, xốp, sách, catalog. Đây là phụ kiện của chiếc Lusman. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc âm ly Lusman model L507U. Đây là âm ly high-end của thương hiệu Lusman, được sản xuất vào khoảng những năm 2010. Thiết kế mặt phay nhôm màu bạc, hai đồng hồ VU, input select và volume. Có đầy đủ các nút bass, chép, ba lăng và launer, remote zin theo máy. Dây nguồn zin theo máy của Lusman Catalog. Máy có thể nói là gần như mới. Toàn thân phay nhôm. Đây là tổng thể phía mặt sau. Ở đây anh em thấy hai chạm loa được làm rất sắc sảo, xi mạ bằng vàng. Và các cái nắp chụp của các máy còn đầy đủ. Đây là các nắp chụp. Máy gần như chưa sử dụng. Phía dưới này là rắc ba lăng, kết nối dạng ba lăng cân bằng âm thanh. Các nắp chụp còn đủ luôn. Chiếc này sử dụng điện 100V, hàng made in Japan, công suất nguồn 250W. Máy được sản xuất năm 2010. Lusman 507U, hàng high-end. Đây là đối tác tuyệt vời cho các dòng loa JBL, các dòng loa bền đúc, các dòng loa Tannoy đều chơi rất tốt. Chiếc này có mức giá 66 triệu. Tiếp theo phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc đầu CD thương hiệu Tech model 25XS. Chiếc này còn đầy đủ thùng xốp, catalog, chân chén, remote, zin, dây nguồn zin, tất cả zin theo máy. Máy cũng có thể nói là gần như mới, line new. Học đĩa nằm chính giữa. Đặc biệt với CD 25XS của thương hiệu Tech, có tích hợp giải mã DAC 24 bit. Anh em có thể sử dụng đọc đĩa CD và kết nối với TV Internet thông qua cổng quang hoặc cổng đồng trục để giải mã âm thanh. Tiếng của dòng này rất tuyệt vời. Tech 25XS, mức giá 35,5 triệu. Tất cả bao zin, bao đúng xuất xứ hàng ra băng, bảo hành kỹ thuật 1 tháng đến quý vị và các bạn. Quý vị quan tâm sản phẩm hãy gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Cuối cùng, Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Quý vị hãy liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu những sản phẩm đặc biệt cao cấp được tuyển chọn rất kỹ lưỡng bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn, các chế độ hậu mãi đầy đủ. Hãy liên hệ với Tiến Dũng qua số điện thoại 0989 034 764 hoặc liên hệ với địa chỉ số 115 24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip lúc 11 giờ trưa hàng ngày.